Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Các bạn có thể thấy là hiện tại hồ cá của mình nó đang có dấu hiệu bị đục rồi, Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ tự thay nước cho cái hồ cá này và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quan điểm thay nước của mình hiện tại như thế nào và khác ngày xưa như thế nào. Thì ngày xưa khi mình mới tập chơi các bạn thì mình có sở thích là thay tới 80% nước của cái hồ này. Và mỗi lần thay thì mình bơm nước máy trực tiếp vào. Đó là quan điểm ngày xưa. Và các bạn biết hậu quả là cá của mình sốc nước và chết rất là nhiều con rồi ngày xưa các bạn. Tuy nhiên thì tới thời điểm hiện tại thì quan điểm thay nước của mình hoàn toàn khác ngày xưa. Ngày xưa thì mình có 3 điều khác ngày xưa các bạn. Thứ nhất là ngày xưa mình rất là ít khi thay nước, là tới 2 tuần, 3 tuần mình mới thay một lần. Cái thứ hai là ngày xưa mình bơm nước máy trực tiếp vào. Cái thứ ba là mình thay nước rất là nhiều. Đã 3 cái quan điểm sai lầm ngày xưa của mình về thay nước. Còn quan điểm hiện tại của mình bây giờ là, thứ nhất là mình thay nước thường xuyên hơn. Thì là khi nào mình bận thì là 1 tuần thay nước 1 lần. Còn khi nào mình rảnh thì 3 ngày thay nước 1 lần. Cái vấn đề thứ hai đó chính là lượng nước thay vào. Thì ngày trước mình thay thường là trên 50%. Mình thay hết nước ra, mình đổ nước mới vào. Nhưng mà bây giờ mình thay chỉ có tới tối đa là 50%. Và bình thường mình thay khoảng từ 20-30% nước của hồ này. Đó. Quan điểm thứ ba, ngày xưa khác ngày xưa là ngày xưa mình bơm nước máy trực tiếp vào. Còn bây giờ là mình chỉ sử dụng nước của hồ dự trữ của mình. Mình đã ngâm, mình có một hồ nước dự trữ các bạn. Chút nữa mình sẽ quay cho các bạn xem hồ nước dự trữ của mình sử dụng để thay nước cho tất cả các hồ cá của mình hiện tại. Kể cả hồ tiền triệu của nhà của mình cũng có hồ dự trữ riêng. Đó, thì ba quan điểm khác nhau về thay nước thì mình không còn chứng kiến cá của mình bị sốc nước chết nữa. Và chắc hẳn thì mình nghĩ các bạn cũng nên sửa đổi cái quan điểm thay nước của mình. Đó, tại vì thứ nhất, quan điểm thứ nhất là việc thường xuyên thay nước. Có nhiều bạn nói rằng nếu chúng ta thay nước thường xuyên quá thì cá sẽ bị sốc nước và chết. Nhiều bạn nói như vậy, nhưng mà theo quan điểm của mình thấy là cá nó cũng cần một môi trường sạch các bạn. Tẩy nước trong này nó thải ra phân, nó thải ra đi chất độc của nó, nitrat các bạn. Nó thải ra cái phần phân thức ăn thừa, nó sẽ làm đục nước và nó sẽ có nhiều chất độc khiến cá chúng ta sẽ rất dễ bị bệnh. Cũng giống như các bạn sống trong ngôi nhà thôi, nếu chúng ta không dọn rác thường xuyên thì nhà chúng ta sẽ rất là dơ. Đồng ý với các bạn, nếu các bạn có lọc xịt, các bạn có cái hệ thống lọc bơm thì chúng ta có thể hạn chế thay nước được. Nhưng mà đối với mình thì hệ thống lọc rất là cùi, chỉ lọc tràn thôi. Thì mình nghĩ rằng cái lọc tràn của mình nó xử lý không nổi các bạn, thì dần dần nó tích tụ lại trong nước thì nước sẽ rất là đục, rất là độc. Thế nên là việc thay nước thường xuyên hoàn toàn tốt cho cá các bạn, rất là tốt cho cá. Nếu nước chúng ta đã xử lý rồi thì chúng ta có thể 2 ngày thay nước 1 lần cũng được, 1 ngày thay nước 1 lần cũng được các bạn. Đó. Cái thứ hai là nếu chúng ta thay nước quá nhiều. Cái này thì mình cũng không có đánh giá về việc nhiều hay ít. Nhưng mà nếu chúng ta có nước dự trữ thì chúng ta thay một lúc 80% cũng được. Còn nếu chúng ta không có nước dự trữ, chúng ta bơm trực tiếp vào mà chúng ta thay tới 80% thì nước sẽ bị sốc clo các bạn. Tại vì trong nước mới chúng ta sẽ có rất là nhiều clo. Và cái điều thứ ba là việc bơm nước máy trực tiếp, mình khuyến khích là chúng ta không nên. Tại vì nước máy của chúng ta có clo này, nước máy của chúng ta khi cá vào nó sẽ sốc nước này, sốc nhiệt độ được rất là nhiều cái tác hại các bạn. Thế nên chúng ta luôn luôn phải có một cái hồ nước dự trữ. Rồi thì nói nãy giờ hơi nhiều các bạn, rồi bây giờ mình chỉ đi này mình thay nước trong hồ này luôn và cho các bạn xem việc thay nước của mình nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ rút nước của hồ này, mình sẽ rút tới mức này các bạn, mình sẽ rút tới mức này. Rồi mình sẽ đi rút nó ra. Thank you.
Ngày hôm nay mình sẽ thay 30%. Thì các bạn đo đo cái hồ này bao nhiêu thì các bạn chia làm 3 phần. Thì chúng ta sẽ thay 1/3 cái hồ này. Hôm nào mà mình cho ăn nhiều quá mà nước dơ quá thì chúng ta có thể thay đến khoảng 50% cũng được các bạn. Hiện tại mình sẽ thay 30% thôi. Trong lúc mình rút nước thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái hồ nước dự trữ của mình. Đây là cái hồ nước dự trữ của mình rất là to. Mình sẽ dùng để thay nước cho tất cả cái hồ cá của mình. Thì hồ nước này mình có bỏ muối vào các bạn. Bỏ muối vào. Và bây giờ mình sẽ múc nước cho vào thùng nước và mình sẽ thay cho hồ kia. Mình sẽ lấy nước từ cái hồ này. Mình đã bỏ muối mình ngâm rồi, nó rất là sạch. Rồi chúng ta đã có một thùng nước đầu tiên. Và bây giờ mình sẽ mang vào bên trong mình thay nước cho hồ cá của mình. Thì trong quá trình nước đầy nước rút thì mình giới thiệu sơ qua hồ cá của mình cho các bạn xem. Thì có ngân long, cá két, cùng cá cụt sừng. Hiện tại mình đang có 3 loại cụt sừng các bạn, cá hồ vàng. Và ngày mai mình sẽ về cá két thì các bạn, nếu các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với mình. Đó, 3 loại cụt sừng xám, ameno và hoàng đế. Có 2 loại cá két là cá két đỏ và cá két vàng. Có cả hồ bạc các bạn, có cả hồ bạc và có cả hiện tại đang còn cả lóc hơi xanh của các bạn. Đó. Chúng ta có thể dùng cái vòi, chúng ta hút cái phần dơ phía dưới của bò đi. Các bạn ơi, mình đang sử dụng cái vòi của mình để mình hút những cái phần cặn từ dưới của hồ của mình. Đó. Bạn ơi, mình đang hút gần được 3 rồi. Kinh ấn của bạn, các bạn có thể thấy ngấn nước trên này. Các bạn hãy so sánh ngấn nước và các bạn đã hút xong. Nếu chúng ta thay nước thường xuyên như thế này thì cá của chúng ta sẽ rất là nhanh lớn các bạn, tại vì nó có môi trường nước mới và ngoài ra nó sẽ kích màu cá nữa. Nếu nước mới lên thì màu cá thì rất là đẹp. Ok các bạn, nước của mình hiện tại đã được 1/3 rồi. Thì mình sẽ cất cái vòi này lên. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào. Ồ. Yeah. Nếu các bạn có cái đồ hút nước thì các bạn hút từ từ vào. Các bạn thấy không, với một thùng nước thì nó chỉ được chưa tới một phần của cái nước rút các bạn. Thì chúng ta phải thêm một thùng nữa, chúng ta phải bổ sung là một thùng nữa. Mình sẽ ra ngoài mình múc thêm một thùng nữa các bạn.
các bạn lưu ý là không nên đổ cho mình nha các bạn, tại vì cá của mình nó đã khỏe rồi, nó đã quen với hồ rồi và nó rất là trâu, thế nên là mình có thể đổ vào được. Còn cá của các bạn thì mình nghĩ các bạn nên múc từ từ vào, không nên đổ như thế này. Dạ. Ok các bạn. Đây mình sẽ quay thử cá các bạn xem. Đó. Có cá mèo này, cá lóc bông này, cửu sừng albino, cửu sừng hoàng đế, cửu sừng xám, két đỏ, thổ bạc, ngân long. Đó. Rồi thì video hôm nay của mình tới đây là kết thúc, thì hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like video của mình. Bye bye.